Câu 4 đề 7 thực chiến đề lý. Phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa thân trục cũ x có dạng x bằng a cos omega cos của 2t cộng với b trên 3. Gốc thời gian được chọn là lúc chất điểm ở vị trí nào? Để ta có tại t bằng 0 này. X bằng a cos của b trên 3 và bằng a trên 2. V thì bằng gì nhỉ? A cos của b trên 3 cộng b trên 2 và nó bằng, đây là omega a chứ là 2a này đúng không? V thì phải bằng omega a cos của 2bt cộng b trên 3 cộng b trên 2 không? Vì thế tại t bằng 0 thì ta bỏ cái 2t đi thì nó chỉ còn như này thôi và nó sẽ ra bằng 2a cos của b là 5b trên 6 và nó sẽ ra là gì nhỉ, trừ a căn 3, được chưa? Vì vậy em vẫn tốc đang âm mà vị trí tại t bằng 0 nó là a trên 2, vì thế ta chọn ý C. Đi qua vị trí x bằng a trên 2 và ngược chiều dương của trục tọa độ. Chúc các em học tốt.